Ok, trên tay mình đây là chiếc điện thoại LG V50. Thì bên mình đang có chương trình giảm giá cực kỳ khủng cho chiếc điện thoại LG V50 này. Thì với LG V50 đợt này bên mình về tất cả đều là phiên bản Hàn nhá. Phiên bản Hàn có 5G này, máy đẹp 99%. Thì với mức giá của LG V50 này, đợt mình trong mùa giãn cách và mùa dịch này thì bên mình giảm giá cực kỳ nhiều. Sản phẩm này chưa đến 4 triệu đồng, các bạn tin được không? Chưa đến 4 triệu đồng chúng ta có một chiếc máy LG V50. RAM của nó RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và dùng chip Snapdragon 855, tương đương với chiếc Galaxy S10 Plus nhá. Đó, thì đặc biệt với S10 Plus lại không có 5G cơ, nhưng LG V50 này có 5G này, được trang bị chip 5G luôn này. Đó. Thì với LG này là cấu hình chưa đến 4 triệu mà thậm chí còn nhìn hơn cả chiếc S10 Plus. Vị trí là đâu đó nó rẻ hơn được khoảng tầm S10 Plus còn tầm hơn 6 triệu. Thì con này còn tầm chưa đến 4 triệu thì vị trí là rẻ được khoảng tầm gần 3 triệu đồng các bạn nhé. Đó, cấu hình thì không hề thua kém gì cả, chip Snapdragon 855. Hiện tại bên mình đang về rất là nhiều máy, đợt này về thật sự là giá rẻ này còn đẹp 99% luôn, tất cả chỉ có một màu duy nhất này thôi các bạn nhé. Đó, LG V50. Đó, thì trong đợt giãn cách này bên mình chỉ bán hàng online nhé các bạn nhé. Các bạn nếu ở xa ấy, thì bên mình ship hàng tận nhà, kiểm tra máy ok trước khi thanh toán các bạn nhé, yên tâm. Dùng thử thoải mái trong 7 ngày đầu tiên, nếu không thích đổi máy không cần lý do. Mình nghĩ là trong phân khúc dưới 4 triệu đồng này thì LG V50 xứng đáng là ông vua trong phân khúc này. Chắc chắn những sản phẩm smartphone tầm trung không có cửa để so sánh cả LG V50. Ok, nếu bạn nào quan tâm và yêu thích sản phẩm này có thể inbox nhé, bên mình sẽ chat và tư vấn cho các bạn.